Thanh Hùng Fossil đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Duyên kiếp tiền định, có những người, những chuyện, dù bạn muốn gặp hay không, thế gian này cũng đã an bài sẵn. Trường hợp của hai câu lạc bộ FC Barcelona và Bayern Munich chính là như vậy. Khi những lá thăm may rủi một lần nữa đưa đại diện xứ Catalan gặp lại hùm xám xứ Barbarian tại vòng bảng Champions League. Ống kính máy quay bắt gặp hình ảnh cựu danh thủ Oliver Kahn, người đồng thời cũng đang là giám đốc điều hành của Bayern Munich, bất giác nở một nụ cười mỉm. Sau lễ bốc thăm, người ta bàn tán rất nhiều về nụ cười đầy bí hiểm đó. Cựu danh thủ của Bayern giải thích rằng nụ cười không đúng thời điểm đó là vì đội bóng của ông sẽ gặp lại cố nhân Robert Lewandowski, khẩu đại pháo mà Bayern Munich đã rèn đúc trong suốt 8 năm qua, vừa bị Barca cuộn mất ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nhưng người hâm mộ bóng đá trung lập và các culé thì không nghĩ đơn giản như vậy. Họ lại thấy nụ cười của Oliver Kahn hàm ý sự khinh bỉ nào đó sau những thất bại nặng nề liên tiếp gần đây của gã khổng lồ xứ Catalan trước chính Bayern Munich. Đó là chưa kể, chỉ mới cách đây không lâu, giám đốc điều hành người Đức đã đặt nghi vấn trước công tác chuyển nhượng của Barca trong bối cảnh họ gặp những khó khăn về mặt tài chính. Ông cũng tỏ ra không mấy hài lòng với sự ra đi của Robert Lewandowski. Những điều đó ít nhiều gây ra những sự khó chịu nhất định với những người hâm mộ xứ Catalan. Chính vì vậy mà dù Bayern Munich không phải là Real Madrid, song cặp đấu này lại được đẩy cao trào của sự chú ý với ngọn lửa thù địch rực cháy và tính chuyên môn hấp dẫn. Và nhân vật tâm điểm của trận đấu này chắc chắn đó là ngày trở về của Robert Lewandowski. Sau 8 năm, anh lại có dịp được trở về Allianz Arena một lần nữa với vai trò là đối thủ, lại có cơ hội được đối mặt với người đồng đội cũ Manuel Neuer. Trong suốt lịch sử đối đầu giữa FC Barcelona và Bayern Munich tại sân nhà Allianz Arena, Barca chưa từng có một chiến thắng nào sau 6 lần hành quân tới đây. Và quả thật, sau trận đấu rạng sáng này, chúng ta phải khẳng định thánh địa Allianz Arena chưa bao giờ là một nơi dễ đi, dễ đến và dễ về như Spotify Camp Nou. Dù đã có những cải thiện về mặt chất lượng đội hình và có trong tay cỗ máy ghi bàn là Lewandowski, trang sử của gã khổng lồ xứ Catalan tại sân nhà của hùm xám xứ Barbarian cũng chẳng hề thay đổi. Đầu tiên, chúng ta cần phải làm rõ trận đấu ngày hôm nay không phải là một màn trình diễn quá tồi của Xavi cùng các học trò. Bước vào trận đấu, Barca xuất phát với sơ đồ 4-3-3, đứng trong khung gỗ vẫn là thủ thành mang áo số 1 André Ter Stegen. Bộ tứ vệ ngày hôm nay của Barca có tới 3 sự thay đổi, lần lượt từ trái sang phải, bao gồm Marcos Alonso, Andreas Christensen, Ronald Araujo và Jules Koundé. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tân binh đến từ Chelsea với biệt danh là Cuso. Đây có thể xem là một quyết định mang tính bất ngờ khi hậu vệ trái người Tây Ban Nha vốn không được đánh giá cao về mặt tốc độ. Trong khi Bayern đang sở hữu một hàng công toàn diện với những máy chạy số rách như Sadio Mane, Leroy Sané, Musiala hay Alphonso Davies. Điều này đã mang lại một điểm báo lành ít dữ nhiều cho các culé ngay từ khi tiếng còi khai cuộc còn chưa vang lên. Ở khu trung tuyến, Xavi tiếp tục sử dụng bộ ba tiền vệ trung tâm quen thuộc của Barca mùa này là Pedri, Busquets và Gavi. Trong đó, cặp đôi Pedri-Gavi đang phần nào tái hiện lại hình ảnh của ông thầy yêu quý Xavi cùng người đồng đội huyền thoại Iniesta, dẫu cho mọi sự so sánh vẫn còn là khập khiễng về mặt đẳng cấp. Cuối cùng là hàng công của Barca. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã sử dụng ba cái tên được xem là chất lượng nhất: Rafinha, Lewandowski và Dembele. Trong đó, Lewandowski là cái tên đáng chú ý nhất khi có màn tương ngộ đầy thú vị với đội bóng cũ nơi đã cưu mang và giúp anh thành danh. Về phía Bayern Munich, họ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, bao gồm thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer. Bộ tứ vệ gồm có Alphonso Davies, Lucas Hernandez, Upamecano và Benjamin Pavard. Cặp đôi tiền vệ trung tâm của Bayern ngày hôm nay là Joshua Kimmich và Marcel Sabitzer. Có một sự thay đổi bất ngờ khi Jim Chúa Goretzka không được ra sân ngay từ đầu, trong bối cảnh báo chí đang thêu dệt nên mâu thuẫn giữa anh và ông thầy Julian Nagelsmann. Trong khi đó, ở trên hàng công, bộ ba Thomas Müller, Leroy Sané, Jamal Musiala sẽ hỗ trợ cho người chơi cao nhất, đó là Sadio Mane. Đây được dự đoán là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa tốc độ và sự sắc bén, hứa hẹn sẽ khuynh đảo hàng phòng ngự không được đánh giá cao bên phía Barcelona. Quay trở lại với những diễn biến của trận đấu, trước khi Bayern Munich có được bàn thắng từ tình huống đá phạt góc ở phút thứ 50 do công của Lucas Hernandez, Barca thậm chí đã có một thế trận cực kỳ tốt, nếu không muốn nói là áp đảo với rất nhiều những cơ hội rõ ràng. Nhưng rõ ràng như đã nói ở trên, đây là Allianz Arena chứ không phải là Spotify Camp Nou hay sân nhà của Cadiz, nơi mà Barca vừa dễ dàng đánh bại với cách biệt 4 bàn. Sau bàn thắng thứ hai của Leroy Sané, gã khổng lồ xứ Catalan vẫn tiếp tục vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ. Họ vẫn tiếp tục có cơ hội rõ rệt như tình huống mà Pedri đối mặt và trích mũi giày qua đầu Manuel Neuer, song bóng đã đập mép ngoài cột dọc và đi ra ngoài một cách rất đáng tiếc. Trận đấu khép lại sau 93 phút đầy kịch tính.
một cảm giác tiếc nuối chắc chắn là điều không thể không xuất hiện với thầy trò Xavi và những cu lề. Không còn là một Barca chịu trận, bất lực như hai năm trước hay ngay ở mùa giải trước đó, mà là một cảm giác thực sự tiếc nuối tại Allianz Arena. Barca rõ ràng có hàng loạt những cơ hội, nhưng họ không thể đánh bại được thủ thành của Bayern dù chỉ một lần. Barca cầm bóng nhiều hơn, thực hiện nhiều cú sút hơn, nhưng Bayern Munich mới là đội bóng giành chiến thắng với hai bàn cách biệt. Và tất nhiên, tâm điểm, ống kính máy quay từ trong trận hay của dư luận sau trận đấu chắc chắn sẽ hướng đến rất nhiều vào vị trí của Robert Lewandowski. Dù cho đây không có phải là một trận đấu tệ hay thảm họa gì của anh, Lewy chơi trọn 90 phút, thực hiện 46 lần chạm bóng, có tổng cộng 7 cú sút, hai trong số đó đi vào khung thành và tạo ra hai cơ hội ngon ăn cho các đồng đội. Nhưng tất cả những con số thống kê không phải là thứ mà Barca hay các cu lê mong muốn khi đưa anh về từ chính Allianz Arena. Trước trận đấu này, người hâm mộ và giới báo chí tung hô Lewandowski lên tận mây xanh sau hàng loạt những kỷ lục mới mà anh tạo ra, như 5 trận đấu ghi 6 bàn tại La Liga và ghi hat-trick cho 3 câu lạc bộ tại Champions League. Lewy hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới và đang cùng họ có phong độ cực tốt. Thậm chí, một số người hâm mộ Barcelona đã kỳ vọng một ngày Lewandowski cùng các đồng đội sẽ kéo sập Allianz Arena bởi đối thủ của họ gần đây không có phong độ thực sự ổn định. Nhưng mơ tưởng về một chiến thắng dễ dàng như vậy thì qua nhiều đời, Allianz Arena đã không phải là tử huyệt của chính Barca. Từ mùa giải khủng hoảng tới Barca thời đỉnh cao của Pep Guardiola hay Luis Enrique không thể tới đây và trở về với niềm vui trọn vẹn. Lewandowski thi đấu không hề tồi, SofaScore chấm anh điểm 7. Anh vẫn có những đóng góp vào lối chơi chung và kết nối rất tốt với các đồng đội, nhất là sự ăn ý với tiền vệ trẻ Pedri. Nhưng thứ Barca và người hâm mộ thực sự cần ở Lewandowski là những bàn thắng. Anh có 3 pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc. Đầu tiên là cú vuốt bóng đi chệch khung thành sau đường truyền rất tốt của Gavi. Sau đó là pha đánh đầu đưa bóng đi trúng vào người của Manuel Neuer. Và một pha bóng mà chính Neuer đã bất cẩn truyền một đường bóng như truyền cho Lewandowski. Rất may cho Bayern sau đó, Lucas Hernandez đã kịp thời truy cản và sửa sai cho Neuer. Chắc chắn sau trận, Lewandowski thực sự nên suy ngẫm về ngày thi đấu hôm nay của mình. Đó không phải là một hình ảnh sắc bén thường thấy của Lewandowski như chính anh cách đây vài ngày. Sự vô duyên đã khiến đôi chân của anh trở nên nặng nề. Càng về cuối trận, người ta càng thấy anh mất tích trong đội hình của Barcelona. Nếu như Lewandowski chắt chiu hơn ở một trong 7 cú sút mà anh thực hiện ngay trong hiệp 1, thế trận của hai bên có thể đã rất khác cho cả hai. Không chỉ Lewandowski mà các chân sút khác của Barca ngày hôm nay cũng đều rất vô duyên. Từ Dembele, Rafinha hay Pedri, không một ai có thể thắng nổi Manuel Neuer. Thánh địa Allianz Arena vẫn là một thứ gì đó rất khác, và Bayern Munich có vẻ vẫn sẽ là một khắc tinh cứng đối với gã khổng lồ xứ Catalan. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều gì đó quá tồi tệ với Barcelona và thầy trò huấn luyện viên Xavi. Bayern Munich chính xác là liều thuốc thử cho cỗ máy vốn đang bất bại của Xavi. Mọi chuyện chưa phải là quá muộn, họ vẫn còn một trận đấu lượt về tại sân nhà. Thất bại tại thời điểm này có lẽ cũng là một điều tốt để Xavi cùng các học trò có thể nhìn lại mình và rút ra các bài học. Với cá nhân Lewandowski, chuyến trở về không thành công này cũng không phải là điều gì đó quá nặng nề và có thể cản bước chân anh. Mùa giải mới chỉ bước qua vạch khởi đầu, đây cũng mới chỉ là màn chạy đà khởi động cho các cầu thủ. Mọi thứ vẫn còn rất dài ở chặng đường phía trước, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội để tiếp tục con đường phía trước của mình. Và chúng ta hãy cùng đón chờ sau thất bại, Barca sẽ thay đổi ra sao và hành trình khẳng định tìm kiếm những thành công nơi chân trời mới của Lewandowski sẽ diễn ra như thế nào.